Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan, số điện thoại của mình là 0985 38298. Vào tối nay thì mình sẽ review cho các bạn về những cái sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo hiện nay đang được sử dụng rất là nhiều trên thị trường. Mọi người biết là trên thị trường hiện nay thì cái tinh dầu hoa anh thảo mọi người thấy là khá phổ biến rồi. Nó cực kỳ là tốt cho chị em phụ nữ. Đấy, những chị em, ví dụ các bạn thấy là những chị em mà chúng ta trong cái thời kỳ mà trước sinh hoặc là chúng ta cần có em bé thì bạn thấy là sử dụng cái tinh dầu hoa anh thảo nó rất là tốt. Nó giúp cho chúng ta là thứ nhất là sau này chúng ta thấy là con cái chúng ta khỏe, đấy người chúng ta cũng khỏe, đấy nội tiết của chúng ta tốt, đấy nó không bị suy giảm nội tiết nên là nó không có thể dẫn tới là cái tình trạng gọi là mất cân bằng nội tiết thì nó đẩy mụn hoặc đẩy nám ra trong quá trình mang bầu, đúng không ạ? Nên là các bạn thấy là dùng trước sinh nó là rất là tốt rồi, hoặc là những bạn đang độ tuổi dậy thì các bạn thấy là bị cái tình trạng kinh nguyệt, các bạn thấy là hay bị đau bụng kinh, này hay bị đau bụng kinh, hay bị khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt, hoặc là những bạn mà những chị em mà đang thời kỳ tiền mãn kinh, mọi người thấy là hay bị bốc hỏa, nóng trong không ngủ được, khó ngủ, đúng không ạ? Đó, và cơ thể nó mệt mỏi, nó đau nhức thì các bạn thấy là khi mà chúng ta sử dụng tinh dầu hoa anh đào này nó hỗ trợ điều hòa nội tiết, đỡ bị cái tình trạng bốc hỏa và ngủ rất là ngon, rất là tốt. Đó là những cái tinh dầu, đó là những cái công dụng tinh dầu hoa anh đào mà nó rất là đặc trưng. Đấy, nó rất là đặc trưng. Và cái tinh dầu hoa anh đào thì mọi người thấy là hiện nay thì nó có nhiều loại, đúng không ạ? Nó rất là nhiều loại, ví dụ như là trên tay mình đây là sản phẩm tinh dầu hoa anh đào của Hàn, nó là 300 viên, tinh dầu hoa anh đào của Úc Blackmore, hãng Blackmore 190 viên, và tinh dầu hoa anh đào của Pháp đấy là 200 viên. Đó, mọi người thấy 200 viên, 190 viên, 300 viên. Cái viên là nó là khác nhau. Đó, thành phần các thứ là nó cũng khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì cái tinh dầu hoa anh thảo thì nó có cái công dụng như vậy. Nó cái công dụng được ép lạnh từ cái tinh dầu hoa anh thảo mà ra được những cái viên nang tinh dầu hoa anh thảo như thế này. Thì mọi người thấy là có rất là nhiều loại tinh dầu hoa anh đào, thì mọi người thấy là nó cực kỳ là tốt cho chị em rồi, đúng không ạ? Điều hòa nội tiết tố này, giúp cho da dẻ của chị em đẹp hơn này, đỡ bị tình trạng cáu gắt, nóng trong hoặc là những cái tình trạng khó ở của các chị em. Thì trong này thì loại nào nó cũng có tác dụng của nó hết. Đấy, tinh dầu hoa anh đào của Hàn thì nó cũng có tác dụng như vậy, nhưng mà nó có thêm thành phần vitamin E, hoặc là tinh dầu hoa anh đào của Pháp thì nó là có thêm thành phần omega đó, đúng không ạ? Đấy, mỗi một cái thành phần thì nó sẽ giúp cho hỗ trợ chúng ta riêng. Đấy, nếu mà bạn nào mà muốn thiên về giảm cân nhiều thì mọi người có thể dùng tinh dầu hoa anh đào của Pháp thì nó sẽ giúp cho hỗ trợ chúng ta giảm béo, giảm cân. Hoặc là những bạn mà thích về thương hiệu mà đã từ lâu đời của Blackmore thì mọi người có thể dùng tinh dầu hoa anh đào của Úc. Đó, hoặc là bạn nào mà ví dụ muốn sử dụng tinh dầu hoa anh đào nhưng mà được nhiều viên cũng như là có thêm thành phần vitamin E đẹp da hơn nhiều thì các bạn sử dụng tinh dầu hoa anh đào của Hàn. Đấy là những loại tinh dầu hoa anh đào mà hiện nay có trên thị trường được rất là nhiều người sử dụng. Thì để mà biết chính xác cũng như là từng loại một thì các bạn có thể liên hệ với mình sẽ tư vấn cụ thể từng loại cho các bạn nhé. Số điện thoại của mình là 0985 38298 Nguyễn Loan nha mọi người. Ok, xin chào cả nhà.